Facebook phái đầu trâu bò mà ngồi like hoài. Mà không like nó đâu có vui nên phải like. Tình hình yêu phi chúng ta phải cập nhật đêm ngày nào. Đưa máy lên chúng ta cùng like. Thiệt là buồn. Để ngày hôm nay coi coi new feed nó đăng cái gì. Diệt Hương Hoài Tâm hùng như bán bún mắm. Minh Tuyết mở tiệm bò bít tết. Sao ca sĩ dạo này chuyển qua ăn uống hết trơn vậy trời. Nguyệt ơi, Nguyệt, Nguyệt ơi. Ai? Ai kêu tôi đó? Mặt chó tôi đây. Ai vậy? Nguyệt. Thầy Minh đó hả? Đúng rồi. Nín. Không có khóc như vậy nha. Tôi xúc động quá. Dạ mời thầy vào. Merci beaucoup madame. Nói gì vậy? Mới đi Paris về. À vậy hả? Ừ, vậy thôi anh sọt ti vô đi. You sit do. Hả? À, lộn, you sit down. À, thank you. Ờ, dạo này được cái nói tiếng Anh như gió mà tiếng có tiếng không ha. À, thầy uống gì? Nói đi để tôi pha. Nguyệt ơi, gặp em rồi. Anh không có khác cái gì hết Nguyệt à. Anh không có đói bụng nữa. Tôi không có hỏi thầy ăn hay không mà đói hay không nha. Tôi hỏi là uống cái gì thôi. Hỏi cái gì trả lời có đó giùm tôi. Cái đừng có màu mè giùm cái đi nha. Bao nhiêu năm tình nghĩa, bây giờ khách đến nhà không trà cũng nước. Nói đi để tôi pha nè. Cho anh cái cappuccino. Thấy nấu dịch không? Biểu uống thì không uống, mà uống cái đồ cái thứ nghiệt không hả? Tôi nói cho thầy nghe, ở đây là tể xá tư gia chứ không phải tụ điểm quán bar mà có cappuccino. Ở đây là vùng quê nên chỉ có cà na với cà pháo thôi. Cho anh một ly cà chua. Vậy đi đồ cà chớn. Hả? Nguyệt, tại sao em nói anh như vậy chứ? Nói cái gì? Hồi đó thầy làm tôi có chữa rồi thầy bỏ tôi đi, thầy có nói vậy không? Bao nhiêu năm trời một thân tôi, một mình thân tôi vất vưởng giữa chợ đời, rồi tôi đưa con cho thầy nuôi, rồi tôi có nói gì thầy hay không? Rồi bữa nay thầy qua mà cái gì thì cũng hạch sách tôi vậy hả thầy? Nguyệt, anh hối hận, đừng có kêu tôi cái tiếng thầy. Tôi nghe nó như thế nào nó khó chịu làm sao á, mà nó sư phạm nữa hả? Gọi tiếng thầy thì nói là sư phạm, không lẽ chuyển qua thằng cho nó đỡ xúc phạm nè. Bây giờ nè, gọi thầy tiếng thầy thì thầy nói khó chịu, vậy còn tiếng ngọt ngào êm ái khác thì bụng dạ thầy đã biết, sao thầy không chịu nói ra? Trời ơi, Nguyệt ơi, anh cúi đầu chờ em cào. Cái gì vậy? Ê, quên. Cái gì vậy? Quên. Anh xin cúi đầu chờ ân huệ. Em rộng lòng tha thứ cho anh. Kẻ gây cho em biết bao nhiêu lần đằng, suốt cuộc đời duyên phận dở dang. Nghe đâu đây có mùi lương tâm cắn rứt. Thầy à, thôi thì bây giờ tôi không gọi thầy bằng thầy nữa. Vậy sẽ gọi bằng gì đây? Bằng mình, ba thần tâm, hay chỉ bằng hai tiếng baby cho phong cách?
Ừ, ho à? Ho à? Mình ba của thằng Tâm. Trời ơi, nếu kêu được cái tiếng mình thì có nghĩa là em sẵn lòng tha thứ. Nên Nguyệt ơi, kể từ đây hai chúng ta âu yếm, gọi nhau đến hơi thở sau cùng. Nửa đời còn lại anh với em gắn bó mặn nồng. Nguyệt ơi, tuy chúng ta không đường hoàng lễ giáo, nhưng nghĩa vợ chồng âu yếm có nhau. Người ta không tin, nhưng chúng ta không bao giờ vượt qua khỏi cửa của gia đình. Nguyệt ơi, kể từ đây chúng ta nối lại mối tình xưa gian dở. Nếu như theo mối tình này thì có một người phụ nữ phải khổ đau là tôi. Nhưng để chiều theo ý của thầy thì thêm một con bánh bèo vợ thầy ở nhà nó sẽ đau khổ. Thôi thì như vậy đi để trọn vẹn nè. Anh cứ để cho tôi cam bề với chiếc tình yêu thuở ban đầu như nước chảy qua. Cầu vừa gặp thì đã xa tình yêu của chúng ta, thôi đành chịu xót xa để cho con khôn lớn nên người. Vậy cho tròn bổn phận của anh, tiếc làm gì hoa vàng trên cỏ xanh. Anh ở đây anh là bà của thằng Minh, đang đứng nói chuyện với con mẹ. Cái gì? Mẹ của thằng Minh. Mẹ thằng Tâm. Mẹ của thằng Tâm. Trời ơi, thằng Minh là thằng này nè. Thôi, chúng ta hãy nâng ly chúc mừng cho con trong ngày lễ thành. Minh à, em không còn mặt mũi gì để gặp con mà nghĩ đến chuyện nâng ly. Chỉ có một chút quà món gửi đến cho con vào cái ngày lễ thành hôn thôi. Quà đâu? Đưa quà anh coi. Đưa quà cho anh coi. Quà của con với bộ của anh sao mà anh làm tí tôm tướp hả? Nhưng mà anh mừng. Đứa nào quà, đứa nào đứa đó mừng, nó làm chi ghê vậy? Đưa đây, đưa quà anh. Thì từ từ ta lấy ra. Đây, đây, đây. Kỷ vật ngày xưa, mặt gối theo còn gian dở. Trời ơi, em ơi, đẹp quá. Em theo đẹp quá. Cái gì trong mẹ? Em theo cái gì? Thầy vẫn xí mứng như năm nào. Em theo mối tình của tụi mình đó. Hai con vật tượng trưng cho tình cảm của tụi mình đó. Hai con chim à? Không, ngày xưa người ta theo chim, còn em theo con bướm xinh, con bướm xinh, con bướm đa tình. Không, anh thích con chim em kìa. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Thích cái gì nghiệt ngã vậy? Anh thích em theo con chim cơ. Từ giờ này còn thích con chim à? Tại vì hồi xưa có theo con chim mà theo cái nét nó lợt quá, mất cái mỏ con chim, nó theo rộng nó thành con bướm. Thôi kệ đi. Tưởng anh... tượng đại con chim đi. Anh cứ tưởng tượng là con chim của em, thích quá. Cái gì vậy? Không, em theo. Rồi, thầy vẫn xàm như năm nào thầy à. Muốn tôi quay trở về với thầy chứ gì? Muốn tôi quay lại mối tình xưa chứ gì? Không, không còn được nữa đâu thầy à.
Nguyệt ơi. Thôi đừng nói nữa. Bởi vì gương xưa đã vỡ làm đôi, mỗi người một nửa. Chúng ta soi vào bước chân con đang chập chân trên đời. Quãng đường xa còn gây gò thăm thăm xa vời. Thằng Tâm nó sẽ như thế nào trước cảnh chờ đời sống ảo câu lai. Buổi giao thời mới cũ đổi thay, chúng ta là nạn nhân của truyền thông Facebook. Vậy thì chúng ta phải giúp cho con thoát khỏi dòng mua lại rì bọt phũ phàng. Nguyệt ơi, anh lo cho con tất cả, nó ăn học rất là thành tài, nó rất là có hiếu. Nhưng mà nó chỉ thiếu có một điều là... Thiếu cái gì vậy? Mẹ ruột của nó. Phạt hả? Gì vậy Nguyệt? Ruột em đứt từng đoạn nè Minh. Trời ơi. Minh ơi, nhưng theo em như vậy cũng chưa là đủ. Mà thương con là mình phải sống trọn vẹn vì con. Đừng để cho nó đi vào vết cũ lối mòn của hai chúng ta ngày trước. Ngập trong lớp cặn bã rong rêu ao tù, phải chấp cánh cho ước mơ của nó bay xa. Cho nó hiểu mình lùng nguyệt cao, ăn ở tào lao mới đẻ ra nó bị khùng. Dạy cho nó biết lướt web, lướt mạng online, check in hàng ngày để tránh xa mấy con hot girl trên Facebook. Cho nó được sáng dạ sáng lòng, phân biệt thế nào là status với comment. Em giỏi quá, em thông minh quá Nguyệt à. Nói chung Nguyệt năm nay đã khác xưa rất nhiều. Không thôi người ta nói mình lạc hậu. Nguyệt. Gì anh? Nguyệt ơi. Sao? Anh đem thằng Tâm tới đây. Cái gì? Cho thằng Tâm nó được gặp em Nguyệt. Bữa nay thằng Tâm nó có mặt ở đây hả? Thằng Tâm nó có mặt ở đây. Anh đặt tên cho nó là cái gì Tâm vậy? Anh đặt cho nó là Hoài Tâm. Rồi. Xong luôn. Sao vậy? Hư luôn cái mỏ thằng nhỏ rồi. Ủa sao vậy? Bao nhiêu tên đẹp không đạt, đạt Hoài Tâm. Nguyên một cái bô sa này, ai không biết thằng Hoài Tâm. Cái hàm dưới nó ở Cali mà cái hàm trên nó ở New York. Xong rồi Nguyệt. Cái thằng con tôi là nó không thể nào về không ăn cơm không được, chỉ có cạp bắp thôi. Không. Cái gì? Nguyệt ơi. Sao? Con của mình răng nó hơn. Răng hơn nữa. Cái vô cái ra cũng đỡ lắm. Trời ơi, rồi nó hung ai chắc chết nhỏ. Anh kêu nó vô. Kêu nó vô giùm anh. Tâm à. Tâm. Dạ. Vô đây con. Dạ. Dạ dạ dạ. Dạ. Đâu đâu? Cái gì? Má 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 con đâu? Má má con đâu? Chỉ coi con hốt hốt má con về liền coi. Ơi. Đâu rồi? Má con đâu? Đâu? Thằng mày. Ủa má con đâu? Hả? Từ từ đó. Má con kìa. Hả? Năng nỉ má con đi con. Tâm. Má 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 con hả? Tâm. Tâm. Má. Tâm. 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 Ê tao chống mặt Tâm nha. Má bị rối loạn tiền đình con đó. Vậy hả? Đừng có chạy quá má, má dí không kịp. Ủa nãy giờ con mình má chạy mà. Má đứng yên ở đây nè. Đến với má. Đến với má đi Tâm. Má. Con. Má. Má. Con ơi. Dạ. Sao má chào đạo thế này? Sao vậy má? Sao má chống mặt quá? Sao vậy? Má mệt phải không? Trời ơi. Tâm, má bị thoát gì để đệm con? Sao mày đu má như thằng lằn đu cột dừa, một hầu rụng hai trái dừa tao mày đền nghe mày. Trời. Con đâu có đu dừa.
Má kêu con đến với má thì con đến. Đến cái gì mà đến kiểu nghiệt ngã hả? Thì con hơi nhiệt tình chút xíu thôi. Tâm. Dạ. Con đó hả? Dạ con đây. Anh ơi, anh nuôi con mình lớn quá. Ê. Anh ơi, nó xấu vậy. Trời ơi, nó giống anh như đúc vậy đó hai cha con. Cái mặt như hai con hà mã. Nguyệt. Cái gì? Tại sao em nói xấu anh như vậy chứ em? Thì anh có đẹp đâu. Ráng gọi má một tiếng má. Bao nhiêu năm qua má không có gặp con. Kêu má một tiếng cho má vui lòng đi Tâm. Gọi một tiếng má triệu mến đi con. Hai, ba. Má. Ê sao giống nó chửi em vậy anh? Kêu lại con. Con, à, con ơi. Con đẩy cái hơi nhẹ nhẹ thôi. Con làm mạnh quá giống như con chửi. Má. Con làm nhẹ nè. Hai, ba, nhẹ thôi. Má. Này giống chửi hơn nè. Đó. Cái này là giống luôn nè. Đó. Con. Đi ra. Bây giờ không nói má được thì nói chữ mẹ. Mẹ đi. Ừ. Con kêu mẹ đi. Mẹ. Nói chữ cho mẹ nó, nè. Nó nhẹ nhàng mẹ. Hai, ba. Mày. Đi về. Đi. Đi về. Trời ơi con. Đi về. Đi về. Sao? Má. Con kỳ quá. Không có lý do gì để nhận nhau nữa. Con phải nói cho nó nhẹ nhàng. Đây nè, nghe ba nè. Ba phải kêu. Con đừng có làm cho mẹ con giận. Con phải kêu vậy nè. Mẹ. Đi về luôn. Đi luôn, đi luôn. Thấy chưa, thấy bữa chưa. Bữa nay, quẹo, quẹo phải. Bữa đó. Trời ơi. Anh xin em. Anh xin em. Đứng không tới cái này nè. Trời ơi. Cái gì đấy? Trời ơi. Trời ơi trời. Tại vì nó là con trai. Đấy. Còn anh là đàn ông. Nói nó mạnh dạn như vậy. Em tha thứ. Nói chuyện với mẹ. Nói đàng hoàng. Để con giải quyết cho ba. Cứ nói đàng hoàng với mẹ nè Tâm. Nói. Tâm. Nói đi con. Bây giờ phải kêu sao? Giờ má cũng không được, mẹ cũng không xong nữa. Thôi mày nói đại một cái tiếng nào để mẹ tự hiểu là mẹ được rồi. Thôi vậy giờ chuyển qua tiếng Anh con kêu luôn nha. Cũng được nữa. Ok. The mummy. Mummy là xác ướp ba ơi. Trời. Ủa, mày bày đặt nữa. Tao nói mày kêu mom cho rồi đi. Rồi mommy mới là mẹ. Còn mummy là xác ướp. À dạ dạ. Mày kêu một chữ mom là xong rồi. Ok. Mom. Mom là bạn thằng Hô. Hô là hoài tâm, mớm là mày nè. Trời ơi trời. Em á. Cái gì em cũng bắt bẻ con được hết. Nó kêu sai làm sao mà nghe được. Cái gia đình này gặp nhau. Má nó kể vợ ta. Ta để cho. Mày ơi ơi cậu ơi kể vợ ta. Ủa gì vậy trời. Ủa gì vậy. Quá quà tay thở cho nó gây lộn cho ta đây. Trời trời. Con kêu con vô đây để giải quyết công chuyện mà giờ giải quyết không xong à. Con năn nỉ má con đi. Để giờ con nói bây giờ má nhịn cái cho con kêu một tiếng cho rồi đi cho xong nè. Ngồi xuống đây nói với má. Quỳ xuống. Dạ. Gần bên má. Dạ. Nói đi con. Mẹ. Bao nhiêu lâu ta không gặp nhau. Bao nhiêu lâu ta không thấy nhau. Khi yêu nhau con tim đậm sâu vậy mà mẹ vội vàng quên mau. Ủa sao giống không cảm xúc Hồ Quang Hiếu vậy? Dạ anh nói đó. Mày khùng hả mày gặp mẹ mà mày không cảm xúc là sao mày? Cảm xúc vô. Con mượn cái bài hát để con nói lên cái lòng con. Nói lòng từ đáy lòng của con. Tại vì con thiệt con không có cảm xúc thiệt. Nhỏ lớn có gần mẹ đâu có cảm xúc. Ráng tưởng tượng mẹ đi con. Mẹ là mẹ của con nè. Dạ con xin lỗi mẹ. Tại vì nhỏ tới lớn con không được gần mẹ cho nên con không biết mẹ là ai. Mẹ biết không? Hình bóng của mẹ trong tâm trí con. Từ nhỏ tới giờ con chỉ biết mẹ là một người phụ nữ mặc áo đầm trắng, tóc dài xõa mặt. Đêm đêm mẹ dập dìu vất da vất dưỡng len lỏi vào trong giấc mơ của con. Ủa sao nó diễn tả hồi tôi giống cô hồn vậy? Cái gì kì vậy? Nói cái gì vậy con? Mày con... diễn tả. Thấy sao nói vậy? Trời ơi mẹ nó mà nó tả hồi như phim ma vậy đó. Thôi được rồi được rồi. Yên tâm, ba yên tâm. Để con nó không làm được mà. Để con lấy cảm xúc lại. Mẹ. Mẹ ơi, mai lên chốn thành đô nhà xe. Cái làng nhà điện ở đâu vậy? Con lộn tuồng. Điên vừa nó thôi. Con vô lại. Mẹ. Mẹ ơi, kể từ ngày mẹ cuốn gói theo trai. Hồi nào? Con
Thôi nào. Con lộn. Kể từ ngày mẹ bỏ ba con. Sai. Ủa sai nữa hả? Mà kể từ ngày ba con bỏ mẹ. Ở này đúng rồi nè. Mẹ biết là con của mẹ như một đứa trẻ bơ vơ giữa dòng đời phiêu lãng. Nên xúc động. Có nhiều đêm thèm lắm một dòng sữa mẹ thơm ngon. Bởi vì sữa mẹ là tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Cái đó là quảng cáo trên TV. Mà trong trường hợp này nó đúng, kể em đi. Ơi Tâm. Dạ. Mẹ không có cách gì mẹ cho con gì hết. Ngày hôm nay gặp mẹ lần đầu tiên, con muốn gì con nói đi để mẹ làm cho con. Tâm, cho con bú một miếng. Chắc hư luôn cái bình sữa. Cái thằng này. Dạ. Cái đó để cho ba bú. Cái gì? Cái gì? Ba dạy dành với con không à? Sao ba bú được mà con bú không được? Con tại vì cái răng con vậy, con bú là nó dập trái cây của mẹ hết. Trời, cái trái cây của mẹ mắc mớ gì ba lo? Của mẹ là của ba. Ở đâu ra nè, tôi tát một cái là cái nọng còn mà cái càm với cái răng cắm vô tường nghe chưa? Tự nhiên đâu ra trái cây tôi là của ông vậy? Thì của em anh dầm anh ăn hồi đó hết trơn rồi đó. Nói là cây cười ha. Phải đúng rồi. Không có cho con nó nói bây giờ hai cha con tới đây ngày hôm nay cái mục đích gì, cứ xà quay hoài tôi mệt quá. Bây giờ nè, để con nói luôn nè, vô vấn đề chính luôn nè. Mục đích đó là ba cảm thấy ba có lỗi rồi, thấy không? Biết lỗi ân hận lắm rồi đó, ở nhà không dám nói câu nào hết đó, mà qua đây cái mặt đó vẫn còn đó, chưa vẫn còn sệ thấy không? Ở nhà sệ và riết mà thành cái nọng luôn đó. Đó mẹ mày hả? Mày qua mày nói cho ba chửi tao đi. Con đang nói đúng rồi, hối hận cái gì? Người ta hối hận người ta phải buồn. Tại sao càng ngày càng buồn anh càng mập ra vậy? Buồn là tại vì anh ăn giặt nhiều quá nó mập chứ sao nữa. Có đi bia ôm uống riết nó phải. Ê! Cái thằng này mày qua đây mày nói với mẹ mày nhiều cái quá. Không biết rồi, giờ để con nói luôn nè. Cái mục đích con qua đây là để con năn nỉ mẹ. Mẹ về với ba đi, mẹ tha lỗi hết cho ba đi để về. Có mẹ, có ba, có con, gia đình mình sum họp. Đúng rồi. Mẹ! Mẹ hay là mẹ của ngày hôm qua? Đừng bỏ mặt con một mình nơi đây. Dừng lại và xóa đi những ký ức xưa. Cái gì nữa vậy trời, nó qua tới Sơn Tùng nữa rồi trời. Dạ. Mày ú là cái gì? Ú là nói ông mập đó, ngồi xuống đi. Sao? Ôi, cái... con đang nói mà ba cứ chọt chọt vô hoài. Bây giờ cái cùng là mày muốn cái gì? Thì mẹ nghe con nói nè. Gì? Xin hãy là mẹ của ngày hôm qua, đừng bỏ mặt con một mình nơi đây. Xóa nhòa gì dừng lại đi. Hai là mẹ của hôm qua đi mẹ. Nguyệt, muốn Nguyệt quay về sống với hai cha con đúng không? Đúng rồi. Con cần mẹ quay về đúng không Tâm? Dạ. Đúng không anh? Đúng rồi. Đúng không Nguyệt? No. Nghĩ làm sao vậy hả? Nghĩ làm sao đi bao nhiêu năm trời, cho một mình tôi chịu khổ bao nhiêu năm, nuôi con lớn gần này mà dạy cũng không có nên hết ha. Nhìn coi nó ra con người không? Ủa? Nhìn đi. Cái đầu y như là cái ghế của ta đem ngồi vậy đó. Trời. Thấy không? Rồi anh coi nó như vậy. Rồi bữa nay, ngày hôm nay, anh có gia đình cho đã rồi bắt tôi quay về với anh. Nè, hồi xưa phụ nữ ngộ ghê vậy đó. Cứ chờ đàn ông chờ cho khổ, cho đau, cho khổ. Chứ bây giờ khác rồi nha Minh. Nha. Ngày xưa cái bà kia bả là Tô Ánh Nguyệt, còn con này không phải Tô Ánh Nguyệt nha. Em là gì nha? Tôi không phải Tô Ánh Nguyệt mà là tôi là con Nguyệt bán cốc tay tô. Ừ. Nha. Anh tới đó tôi không có chờ đợi gì trơn á nha. Chế đã có chồng ha. À, ok em... cái dựa trái cây mà chế đâu có sợ, tại sao chế phải đợi em cưng hả? Em ơi Nguyệt, em lấy ai? Bằng Kiều hả? Nha. Trời ơi, chồng tôi là ca sĩ được chưa? Ngon lành, nghe chưa? Người phụ nữ á, ha, ngày xưa là chờ đợi đàn ông, chờ đợi một cách mù quáng. Khổ quá vậy mấy chị, đúng không? Trong khi chị em mình đẹp mà, đúng không mấy chị? Đúng không? Mà người ta nói cái gì? Người ta nói là đẹp có quyền. Thành thử ra đó, ngày xưa chờ đợi, còn bây giờ không có chờ đợi nữa nha. Nói thẳng vô mặt của Minh luôn là bây giờ Nguyệt không thể quay về với Minh đâu. Là bởi vì sao? Là bởi vì giờ em đã là vợ người ta. Áo cưới cô dâu cầm qua, giờ anh bước đi như hồn ma. Buồn thay la la la.
quý khán giả thân mến của chương trình Paris by Night kỷ niệm 10 năm. Quý vị thấy tôi dạ gái, dễ thương thì cười, mà tôi trên này nghẹt thở gần chết. Cái lý do nghẹt thở là bởi vì trong 10 năm lưu diễn khắp thế giới đã từng dạ gái cả ngàn lần rồi, nhất là với Paris by Night. Vậy mà lần này có một sự trục trặc, nhiều sự trục trặc buồn cười trong đêm nay. Việc đầu tiên là sau khi cái mấy người make up quá trang rồi, đội tóc giả rồi, bận áo vô rồi, cái chỗ này nó bằng phẳng, không có gì hết. Cái tôi mới hỏi cái anh make up, tôi hỏi, ủa cái này đâu rồi? Anh nói, thôi chết rồi, tôi quên mang theo rồi anh ơi. Nhưng mà anh đừng có nói với ông bầu, lay off tôi thì chết tôi đó. Anh đợi tôi chút xíu nha. Ông đi đâu 15 phút không biết, ông về ông đưa tôi hai cái bánh ú. Trời ơi thưa quý vị, để vô hai bánh ú rồi nó nghẹt thở gần chết luôn. Giống như hai búa tạ đè trên ngực mình vậy. Một cái đeo này rồi mới thấy thương phụ nữ. Đàn bà con gái rất là can đảm phải chịu cảnh này cho đến ngày chết. Dạ, còn ba cái đồ lý nhí này là của chị Ái Dân tặng đây. Chị nói bên Đức cái đồ này mắc lắm, hỏi nhiều, chị nói đồng 75 cent hai sợi. Tôi nói vậy chứ còn rẻ hơn bên này, cái này có 50 cent. Dài này mua ở Goodwill 50 cent, mua một tặng một. Kính thưa quý vị, vì ngạt thở cho nên tôi phải đứng để thở, ngồi chịu không nổi. Đang đứng đi cái gặp cái ông manager người Mỹ, cao ráo đẹp trai nhưng có hàm râu hơi có vẻ ông thầy chút xíu. Ông dòm tôi với mắt đắm đuối, ông nói cách trịnh trọng, ông nói you look so beautiful. Tôi cũng không dám nói gì, tôi nói I thank you very much. Ông đi vòng vòng phía sau, ông nói you look so sexy. Tôi thấy vậy tôi làm tới, tôi lắc cái này. Ông ghé tai ông nói nhỏ, I love you very much. Thì mình thấy nói vậy, I love you too. Ông nghĩ sao ông biết, ông vòng vòng, ông dò không thấy ai, ông nói how much. Mình là dân tị nạn mới qua chưa có công ăn việc làm, tưởng là ông muốn giúp đỡ, đâu dám nói nhiều, nói khiêm nhường thôi, nó $5. Cái ông nói liền, ông nói that is a very cheap, I'm going to give you $50. Then I thank you very much. Cái ông nói when you go with me, I'm not go where, I'm not go to the motel, I'm not what for. Ông nói Gucci. Em đâu có biết tiếng Nhật mà Gucci. Ông hỏi what do you mean Gucci. Ông nói Gucci means to make a baby. Em nói impossible, you cannot do that with me. Ông nói why. Em nói because I am same like you. Và kính thưa quý vị, tưởng vậy thôi, đang bực mình chưa có yên, tự nhiên dưới khán giả có hai vợ chồng anh đó ở Canada mua giấy qua đây xem. Anh cũng là bạn học hồi nhỏ, lên thấy tôi anh biết tôi rồi, nhưng bà vợ thì chưa thấy tôi lần nào. Bà tưởng tôi là gái thiệt, mà ông thì ông cà rỡn, ông lại vuốt tôi, vuốt da ông rồi chụp hình chung. Bà đằng kia bà xanh mặt, bà nhìn tôi sao không biết, bà hái bà liếc, bà nguyết một cái thiệt dài, bà nói đồ con ngựa bà. Tôi nói bụng, tôi nói chị muốn chửi tôi cho nó đồ ngựa đực kìa được á. Cái bà dòm hồi bà nói cái tướng của mày đứng ở bonsai chừng 5 phút có Mỹ đen vớt liền. Bà làm một tour luôn, bà nói đồ đàn bà nhiều tay chân giống như là cu ly giác gạo với bánh tàu. Cái bà dòm xuống dưới chân em, bà nói đàn bà mà gì lông cẳng như là cỏ quang mặt sông bình. Em nói ôi trời đời tôi mà chị dòm chi kỹ quá vậy.
Có dòm lại tới bụng mà nói cái này bụng của mày mà chưa đẻ sáu đứa tao là không phải con người nữa. Xin lỗi, tới đây tôi phải ra miệng. Tôi nói xin lỗi chị nha. Hồi nhỏ giờ tôi chưa biết cái xưởng đẻ từ vũ là cái gì hết. Bà nói cái gì? Mày mà chưa đẻ hả? Mày còn gái con Trinh hả? Mày còn gái tao cho cùi suốt móng đi. Tôi nói chị đừng thề tầm bậy thành hàng bạc tử bây giờ nghe không? Bà tức mình, bà săn tay săn. Bà ghen chồng, bà giận cá chém thất, bà đòi núng đầu bà quánh tôi. Cái ông chồng nói trời ơi đừng có ghen lãng xẹt vậy, la thôi tao nó dạ dạ gái đó. Cái bà dòm tôi nói cái gì? Cái đồ quỷ à. Hồi nãy giờ không chịu nói để cho ta ghen lòng lộn lên à. Bà nói vậy có ôm bụng mà cười, trời ơi cười kìa, còn ngồi đóng cười. Cười mà nước mắt nước mũi rớt xuống, cái lông nheo rớt hết bên. Mắt lớn mắt nhỏ nào, trời ơi còn cười nữa kìa. À, thưa quý vị, trong cái màn này chúng tôi có một partner nữa, một người trình diễn nữa. Là một tài tử điện ảnh người Mỹ của hãng MGM Hollywood. Tên là Rick Murphy. Một người Mỹ. Một người Mỹ nhưng anh ta tự hào có quả tim của người Việt. Vì anh ta nói tiếng Việt rất giỏi. Chẳng những nói tiếng Việt giỏi mà còn ca vọng cổ và đờn vọng cổ nữa. Xin quý vị một tràng pháo tay thật kêu giới thiệu Rick Murphy. You are very much. Hi, how are you? Cảm ơn chị. Tôi vẫn mạnh khỏe. Ôi trời đất ơi. Nói tiếng Việt dữ vậy đó hả? So what is your name? Yeah, tôi tên là Rick Murphy. Tại sao nói tiếng Việt giỏi quá vậy? Tại tôi là người Việt Nam. Anh là người Việt Nam? Yeah, người Việt mà sanh ở Mỹ. Ủa sao kỳ vậy? Người Việt mà sanh ở Mỹ là Mỹ nào vậy? Mỹ Tho. Người... Má thôi người Đức. Người Việt sanh tại Mỹ Tho mà má người Đức, Đức nào vậy? Yeah, Đức Hòa. Đức Hòa. Rồi má người Đức, rồi ba người gì? Ba thôi người Tây. Ba tôi người Tây. Người Tây hả? Phải. Mà Tây gì vậy? Dạ, Tây Ninh. Trời ơi trời. Nghe tôi hỏi nè, anh vượt biên qua tới Hoa Kỳ nè, đi bằng viện HO hay là viện con lai hay là ODP, nói nghe coi. Dạ, tôi qua Mỹ bằng viện ODGAR. ODGAR phải không? Phải. Cái hồi qua Thái Lan nó có gặp mấy hải tặc nó làm gì, nó có xúc phạm đến tiết trinh rồi gì không? Nói thiệt cho khán giả người ta nghe coi. Có bị nó cướp, ừ. Rồi nó đâm chìm ghe, ừ. Người trên ghe rớt xuống biển, ừ. Bị cá mập sơi hết, ừ. Chỉ có mình thôi là nó chừa ra nên thôi còn sống. Ồ, nó chừa anh ra anh còn sống hả? Mà tại sao nó chừa anh ra vậy? Tại thôi bự con quá. Cá mập nó thường thôi là bạn. Tại anh mập quá rồi cá mập nó tưởng anh là bạn hả? Mà anh mập thiệt, chắc còn nhỏ bú sữa voi phải không? Phải. Trời, cái bàn chân của anh mà đi dưới giường đó mà anh đập bầy gà con chắc chết nguyên bầy quá. Giờ nghe tôi hỏi nè, anh đi đâu bữa nay? Dạ, tôi đi ăn đám cưới ông già của thằng bạn. Ông già của thằng bạn, vậy là ông già lắm rồi còn đám cưới gì nữa? Tại ông già chịu chơi. Ta! Nói tiếng lắm rồi theo, chịu chơi. Già rồi mà còn sinh thật. Già rồi mà còn sinh tật hả? Rồi sao nữa? Vợ ổng mới qua đời có 3 tháng là ổng lên xe hoa về nhà vợ khác. Rồi sao? Chịu nổi không? Chịu hết nổi. Chịu hết nổi à? Bây giờ tôi hỏi nè, đi đám cưới mà anh đem đờn theo chi vậy?
Đi qua bên đó hát vòm cổ. Úi, anh biết hát vòm cổ nữa hả? Biết ca vòm cổ và biết đờn sáu câu nữa. Trời ơi, thiệt không? Thiệt chứ. Bây giờ tôi hỏi nè, anh đi với tôi trình diễn khắp thế giới cho Thúy Nga đó, trong ít nhất là 6 năm trời, mà tôi không biết anh đã có gia đình chưa, có vợ chưa vậy? Vợ hả? Chị đờn đi, thôi ca cho chị nghe. Ok. Ok. Quá. Nhóm mùi sầu riêng. Ok, bắt đầu nghe. Chậm nha. Ok, chậm. Chị thân ơi, đường thiền miên của tôi nó u ám như đông thử thích. Thương cô nào nó cũng thử chối gì chê thôi mập và bự con. Bạn bè thôi ai cũng có vợ có chồng. Riêng mình thôi sống khô khi một cuộc đời buồn thế. Cao sang ơi cho thôi kiếm được người yêu không cần phải đẹp nhan sắc trung bình thinh thình hiền hậu để cứ về sống bên nhau diễn diễn ở muôn đời. Thôi bự con là do ý của ông trời. Thôi thôi bự nhưng thôi ăn rất ít. Mỗi bữa chỉ cần sực ba chén cơm. Thôi có mua cái nhà với năm phòng rộng rãi. Có khu vườn trồng đủ loại trái cây. Lương thôi lãnh 4,000 chưa trừ thuế. Giờ có sanh năm con cũng khỏi có sợ nghèo. Tôi đâu có mơ những tháng thiếu thư đại khác. Cần một người vợ hiền ngôn hạnh không nhung. Nếu ai cảm thấy yêu thôi thì cho thôi biết để rồi cưới luôn. Number one. Số một giao chị. Còn chị đã có chồng chưa? Chồng hả? Chồng. Anh đờn đi rồi tôi ca cho anh nghe. Trời ơi, làm cho trào máu luôn mà. Phần tôi hẩm hiu đến độ ông nào cưới về rồi thì 3 ngày sau ông tự động nghỉ thở lên đồi nằm đắp cỏ. Chính đời chồng rồi mà hiện giờ tôi vẫn còn là gái độc thân. Tôi không phải là gái sát phu mà sao cái chịu cảnh phòng không đơn chiếc sống cô đơn như cánh chim kia lạc lõng giữa bao táp sương mù. Thank you.
Không có chồng con thì như sống trong tù. Khổ nhất là những đêm trời giá lạnh, đắp mền rồi mà vẫn còn rung. Tôi như một cung phi nhiều trong tội, bị vua đày nơi hải đảo hoang vu. Đêm nằm nghe tiếng giặc kêu buồn trong sương lâm, còn phòng loan thì gối chiếc não nùng. Các phu quân ơi sao bỏ em về chính suối, em sống một mình lận đận lao đao. Con xin khấn nguyện trời cao, cho con kiếm được ông nào sống lâu. Đang làm cái gì ạ? Đang thay táo cho con á. Bộ con ý à? Ít to rồi à. Nhớ nha, bó phấn được vô cho nó hầm cái đít con nhỏ là tàu chết luôn á. À, dạ có chứ, em có đi làm. Nhưng mà trời ơi, cái văn phòng này nó dán quá đi. Anh nói tới tối tới mai cũng được nữa, không có sao hết trơn á. Mà khổ nổi cái ông chủ này nè. Không có chịu làm gì hết trơn á. Không có đi hoài ê. Tối ngày đi tán gái hoài thôi. Ông biết em là vợ của anh, mà ông có rủ em đi casino hoài à. Không biết làm sao nữa. Trời ơi, em khổ ghê á. Cái điều này chắc là ông một tuần nữa thôi là em nói thiệt với anh nha, là ông sẽ đóng tiệm, ông đi ăn xin qua phê phút tem thôi, chứ không nói gì hết trơn. Khổ quá anh ơi. Thôi, ông vô rồi nha. Em cúp nha. Nhớ mua tá cho em. Ông quên, mua tá cho con nha. Rồi rồi, ông gì à? Hả? Dạ nha, bye nha. Tàu có hung cái gì, tàu có khổ quá. Đúng rồi, kỳ quá. Có cớ quá. Thôi cô, hôm nay mình có cái hẹn nào không cô? À, dạ thưa luật sư có à. Thế cô đã làm hồ sơ sẵn chưa? À, sang tên nhà hay là ly dị? Đâu có sang tên nhà ly dị gì đâu. Không có gì hết trơn á. Chứ cái gì? Chỉ hẹn có luật sư làm 11 giờ, luật sư đi nhổ răng thôi. Tôi không hiểu làm sao bây giờ cái dạo này không ai thưa kiện gì là sao nữa. Có chứ luật sư, nhưng mà nó không có vô chỗ của mình. Cái đó là lỗi tại cô đó. Tôi mướn cô về đây không phải là để cho cô làm thư ký không. Cô đi ra đường hay cô đi tiệc tùng ma chay cưới hỏi đó, cô gặp ai cô phải xúi người ta thứ đó. Chứ còn cứ tình trạng này vài tháng là tôi đóng cửa đó, tôi trở về nghề cũ đó. Trời ơi, hôm nãy luật sư biểu con kêu người ta là chia rẽ hạnh phúc của người ta làm sao luật sư. Luật sư nói nè, đây nè, con có ghi nè, con ghi rõ ràng trong nè. Đó, 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 luật sư coi nè, đó, nè ngang, đọc ngang. Luật sư nè, văn phòng luật sư Trần Trừng Trị nè, đó, kinh nghiệm lâu năm về tội phạm hình sự, cũng như đòi bồi thường dân sự khác, đó, con ghi mẫu ngày luôn, con nói thiệt. Cô thấy cái thành phố ở đây là bây giờ bao nhiêu luật sư rồi, luật sư đông như kiến, mà cô quảng cáo cái kiểu đó thì nó, bình thường có ma nào nó để ý đâu. Cô lấy giấy viết ra ghi đi, tôi đọc lại. Lấy giấy viết ra. Thấy chưa? Dạ chưa. Cho con mượn cái bàn nha. Rồi cứ ghi nè. Nói đi. Luật sư Trần Trường Trị. Ghi số 1 vào. Điều thứ nhất, luật sư Trần Trường Trị nhận điện thoại trực tiếp từ trong tù. Hết tiền rồi. Luật sư Trần Trường Trị nhận điện thoại trực tiếp từ trong tù. Trầu vơ hết tiền rồi làm mẫu. Rồi chưa? Rồi. Xuống hàng. Xuống dòng. Xuống hàng. Xuống dòng. Thì cô xuống đâu đó, cô xuống đi. Dòng. Dòng ở hàng gì cũng được thôi. Đọc tiếp đi. Thứ hai, cam đoan sẽ đi dự đám tang nếu thân chủ của mình bị tử hình. Thôi nữa rồi. Cam đoan dự đám tang nếu thân chủ của mình tử hình. Xuống hàng. Thì xuống nè. Cái câu này cô viết hoa cho tôi. Bớt 50% cho thân chủ nếu là quả phụ dưới 29 tuổi. Bớt 50% dưới quả phụ 29 tuổi. À đó.
Trời ơi, nó thấy cái mặt luật sư nó chạy 80 độ rồi chứ đâu có làm chi đâu mà nó đó, đó xong rồi đó. Cô cứ ghi như vậy đi ha. Cô cứ quảng cáo như vậy đi thử vài tuần. Nếu không được thì tôi đổi quảng cáo khác nha. Alo. Dạ. Dạ dược văn phòng luật sư Trần Thượng Trị ạ. À. Bác sĩ Quỳnh hả? À? Dạ có. Bác sĩ qua trao đi. Trao tới chiều cũng được nữa, nằm ngủ cũng được nữa. Trời văn phòng nó giống quê à, không có ai trơn á. Em nói thiệt á. Qua trao đi. Thiệt á. Qua nghe. Rồi ha. Ai đó cô? Dạ bác sĩ Quỳnh làm thẩm mỹ Hồng Nhan đó, ở bên kia đường kìa. Tôi dặn cô bao nhiêu lần rồi? Ai gọi đến đây á thì cô làm ơn cô nói cho tôi là tôi đang có thân chủ, hoặc giả là tôi đang cãi ở ngoài tòa. Tại sao cô cứ vạch cáo cho thiên hạ xem lưng ngoài vậy? Ai gọi đến cô cũng bảo ông ấy chồng gọng thì... Cô phải nhớ rằng ông bà đã nói là nhà hàng vắng khách là nhà hàng nó nấu không ngon. Còn luật sư mà vắng thân chủ tức là luật sư cãi dở. Cô hiểu chưa? Cô nhớ chưa? Thì đúng rồi, nói đúng rồi, cãi dở thì cãi dở chứ bắt con nói láo sao con nói được. Trong phòng luật sư mà nói láo thì ai vô? Thôi được rồi, con về làm việc. Mướn ngay con khùng. Đó, ông qua đó kìa. Hello. Hi doctor. Hi lawyer. Ba T. Hả? Gì ba T? Trần Trừng Tỷ là ba chữ T đó. Ủa? Bộ chưa tới giờ mở cửa hay sao mà văn phòng thì không có người khách nào hết trơn vậy cô? Dạ có chứ, luật sư mở từ sáng sớm tới giờ luôn á mà không có ai hết trơn á. Oh yeah. Dạ, không có người nào hết trơn á. Được rồi, bác sĩ cứ cho bình thường, cho thoải mái luôn. Đánh bạc thì cứ đánh đi. Thua rồi quýnh làm gì làm. Không có sao hết trơn á. Lực sư con dễ chịu lắm. Sao nay rảnh như đây? Rảnh gì đâu rảnh. Ông biết mà, thời khóa biểu của tôi đó, từ sáng tới khuya đó, có lúc nào được nghỉ đâu. Ăn cũng không có thì giờ mà. Ông thấy không, đi ra đường phải bận đồ này nè. Chuẩn bị kêu về mẫu liền à. Bị sáng này có cái bà tới hẹn hút mở bụng. Chuẩn bị xong xuôi rồi, lên bàn mổ rồi, chích thuốc tê rồi, tính lấy máy ra hút bụi. Hả? À không, tính máy ra hút mỡ. Trời ơi, tự nhiên ông chồng nó xuất hiện lôi cổ về không cho hút. Nhờ vậy mới rảnh 2 tiếng qua đây tính rủ đi, ông đi ăn phở đây chứ. Ờ được, không, cảm ơn, sorry thôi. Ông thấy không nè, hồ sơ là ngập mặt như thế này thế nè, làm chưa xong nè, tôi phải ra tòa cãi bây giờ này. Nghe. Yeah. Thôi để hôm khác nha. Bận quá. Luật sư ra tòa cãi lộn nha, luật sư. Đâu có ai đâu mà cãi. Trời ơi, đi ăn phở đi. Tao này ăn bánh mì với xì dầu không. Trời ơi, nó ăn chết luôn. Cô à, cô nói tôi mới để ý nha. Cái văn phòng này tôi bước vô tôi thấy sao mà nó yên tĩnh quá. Tôi thèm được cái không khí vắng vẻ vậy mà không được á. Bên phòng mạch của tôi thì ui cha nó ồn ào, bệnh nhân đẩy ra không hết. Nói gì vừa tôi cha. Móc họng nữa đi. Không, tôi không móc họng, tôi nói thiệt. Nè, mở một cái văn phòng ra mà nó vắng như vậy là quý lắm. Thấy không? Muốn làm, muốn nghỉ. Mà nghỉ nhiều hơn làm. Thấy không? Buồn, lâu lâu muốn ngồi thiền, cũng không ai quấy rầy mình. Thôi mà móc họng nhau hoài chứ cha ơi. Gì? Nhưng mà tôi nói thật cho nghe. Nói gì? Cái nghề luật sư của tôi á. À. Bây giờ tôi mới thấy là tôi lầm. Chứ hồi trước á, mà tôi biết là cái ngành giải phẫu thẩm mỹ mà kiếm được tiền nhiều như ông, thì tôi cũng đi học bác sĩ y khoa rồi. Cô à, hồi nhỏ đó, học trung học, ông học giỏi hơn tôi đó chứ. Ha? Lên đại học tôi năn nỉ ông. Đi là học y khoa với tôi. Ông nói thôi, để tôi học luật để làm chính trị. Đó, làm chính trị mà giờ ăn bánh mì xì dầu không à. Không, bác sĩ nói vậy cũng không phải. Luật sư em á, ông cũng giỏi lắm á chứ. Sao? Coi như là, nè, em thấy để trong báo nè. Đây nè, luật sư nào có tài thật á, nhưng khổ nổi cái mặt của ông á, nó bằng đảng quá đi. Ừ. Đó, đó ứng cử dân biểu 2 lần, bị rớt. Vậy? Nè, xong rồi ứng cử nghị viên 2 lần cũng rớt luôn. Sao kỳ vậy? Ai biết. Mà rồi. Có ai bầu cho ổng không? Có.
À. Em coi hai cái giỏi của nó có hai cái vé trọng á. Phiếu chứ vé gì? Lộn xin nê hoài. Phiếu vé cũng vậy thâu trời mà nhà quê mà. À. Đó. Nhưng mà em dở ra em thấy á, một tên là vợ ổng với lại tên là con ổng. Ồ. Vậy thôi à. Anh Huỳnh ơi. Gì? Nhưng mà cái nghề luật sư của tôi mới là cái nghề cứu đời. Chứ còn cái nghề giải phẫu thẩm mỹ như anh thì chỉ có biết kiếm tiền chứ có giúp ích gì được cho đời đâu. Ông nói lộn rồi nha. Ông chỉ cứu được những kẻ phạm tội khỏi đi tù thôi chứ cứu ai. Còn tôi nè, một người đàn bà sắp bị chồng bỏ, tới gặp tôi tân trang lại, chồng yêu thương trở lại. Có nghĩa là tôi là cứu giúp cho người ta, thấy không? Bảo vệ hạnh phúc gia đình. Như vậy sửa sắc đẹp, có nghĩa là tạo cho người đàn bà tự tin hơn, thấy không? Dễ dàng trong cuộc sống. Sửa sắc đẹp là làm cho xã hội càng ngày càng nhiều người đẹp, ít người xấu, như ông vậy đó. Nói tóm lại, sửa sắc đẹp là làm đẹp cho cuộc đời. Beautiful life, baby. Nhưng mà ông giải phẫu thẩm mỹ cho người đàn bà, rồi ông nhìn vào đi, ông có biết chỗ nào thật, chỗ nào giả không? Nói chuyện trong mệt quá. Em, bác sĩ nói nghe nè. Trời ơi, nói chuyện mà quên cái business. Đây, business card của bác sĩ đó ha. Thẩm mỹ viện Hồng Nhan. Dạ. Sửa mũi 1,000, cắt mắt 2,000, bôi ngực 3,000, hút mỡ bụng 4,000, tân trang toàn diện từ trên xuống dưới, giá sỉ 8,000. Khi nào em cần, qua bác sĩ có giá đồng hương. Mắc quá, không được. Thôi, được rồi, trời xin sao đớ vậy. Trời ơi, thằng chồng ấy, nó biết em sứa nó về, nó quánh cái mặt em từ lưa. Là em nói, em má em nhặt em không ra luôn. Thôi, trả lại cho bác sĩ. Không, em biết, anh bác sĩ biết là em làm ở đây không có nhiêu tiền. Thôi giờ bác sĩ bớt em 4,000, cho em trả góp, không lấy tiền lời. Thật cũng không được nữa. Sao vậy? Thôi chồng nó nói trời xin sao đỡ vậy thôi à. Nó không có cho em sửa đâu. Thôi thôi bác sĩ đừng có dụ em nữa. Thôi hả? được rồi không làm đâu. Không quýt em. Trời đất ơi. Đây nè. Bây giờ em quay một vòng bác sĩ coi. Quay hả? À. Đẹp. Đẹp lắm. Quay trước coi. Phía trước hơi bằng phẳng. Cần phải sửa lại cho nó nhấp vô chút xíu nữa cho hấp dẫn. Bác sĩ nói cho em nghe, ngày xưa người ta nói là hồng nhan bạc phận, nhưng mà ngày nay á, tới thẩm mỹ viện của bác sĩ thì em sẽ trở thành hồng nhan bạc triệu. Anh ơi, anh đến đây mời tôi đi ăn phở hay là anh đến đây để anh dê cô thư ký của tôi? Tôi đang bận sổ sách bỏ mẹ nữa, nghe anh nói thế này nữa. Bây giờ ông có rảnh ăn phở với tôi không? Tôi nói rồi, anh thấy sổ sách không? Tôi đã ra tòa bây giờ mà. Thôi, sorry hôm khác đi nhé. Ok, vậy thôi tôi về. Ở bển còn cả chục ca mổ chờ chứ đâu phải tôi đâu có rảnh. Chừng nào tôi mổ xong rồi tôi qua đây cho ông cho tôi nhằm nhờ chút xíu cho yên tĩnh nha ông. Thôi bye nha. Em giữ cái card bác sĩ đi. Bye bye nha, luật sư Ba Tê. Dạ, bye bác sĩ. Luật sư sao không đi ăn phở đi? Tao tối nay gặp bánh mì hoài ơi. Thôi cái chuyện bánh mì của tôi cô về bàn đi nhé. Khùng tập 2. Chào cô. Dạ chào bà. Luật sư có đây không cô? Dạ. Gấp quá không kịp gọi phone lấy hẹn trước. Cô thông cảm nhá. Cô làm ơn vào nói thư với luật sư giùm tôi. Cho tôi gặp luật sư một vài phút thôi. Dạ. Cảm ơn cô nhiều. Nhá. Nói gì mà nói dữ trời. Bà muốn gặp luật sư phải không? Đúng rồi. Đó. Bà qua em đã gặp đi. Dạ vâng. Luật sư ơi. Có khách. Có khách đó. Nói đi, nói cho tới chiều luôn đi. Nha, bây giờ em đi đi làm. Rồi, cô đi đi, cô đi lo quảng cáo cho tôi đi. Chào bà, tôi, luật sư Trần Trường Trị. Cho nó tới mai, tới mai. Chào luật sư. Em nhớ ra rồi. Nãy bước vào nom thấy mặt luật sư, em cứ tưởng là tội phạm. Dạ không. Chuyện là như thế này. Tuần trước đó, em có đi đánh ghen nên bị bắt. Lúc mà bị giam ở sở cảnh sát á, em nhìn thấy nhiều khuôn mặt nhìn hao hao giống luật sư nên em thử. Cho nên cô thấy tôi quen thế gì? Dạ vâng. Tôi tò mò tôi hỏi cái này nhé. Dạ. Thế bà đến đây là do ai giới thiệu hay là bà đọc quảng cáo trên báo? Đâu có ai giới thiệu đâu. Mà em có đọc báo bao giờ đâu. Chứ sao bà biết đây bà tới? Hay luật sư quên rồi à? Cách đây một tháng, chính luật sư là người đứng ở bến xe bus phát mấy cái flyer, luật sư nhớ không? Luật sư dúi vào tay em một cái này.
Lúc đấy em tính quăng mẹ vào sọt rác rồi. Nhưng mà nhìn thấy mặt luật sư tội nghiệp quá nên em bỏ đại vào trong bóp. Không ngờ hôm nay lại có dịp và lấy ra xài. Nhưng mà tôi hỏi bà bây giờ bà cần tôi giúp gì? Dạ thưa luật sư, chuyện là như thế này. Cách đây một tháng, không, cách đây vài năm, em có đi sửa sắc đẹp. Nói toạc ra là em đi bơm ngực. Thấy không luật sư? Thấy cái gì? Bơm ngực. Thấy rồi, thấy rồi. Không, luật sư làm ơn nhìn kỹ em. Tôi thấy hai trái bưởi Biên Hòa cứng ngắc rồi. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi bà là bây giờ cái chuyện bơm ngực của bà là có dính dáng gì đến tôi không? Hả? Dạ dính chứ. Không dính dáng em tới đây kiếm luật sư làm cái gì? Thưa luật sư, như thế này, em bảo ông bác sĩ ông làm cho em C-cup thôi, nó mới hợp với thân hình của em, đúng không luật sư? Nhưng mà ông bảo với em à, lỡ bơm ấy thì bơm cho bự. Đặc biệt hôm nay ấy, phòng mặt khai trương nên ông tặng cho em cái giá đít cao. Bơm one, get one free. Bơm hai bên, tính tiền có một bên. Em thì được cái tính hàm rẻ nên em bảo ông là bác sĩ muốn bơm bao nhiêu thì bơm. Không ngờ ông lại bơm cho em super size. Ngực to thì tốt chứ sao mà. Tốt cái gì? Ông bơm to quá. Nhiều lúc em đi em cứ muốn suýt nữa là sắp ngã xuống, mà chúi ngã xuống đất này. Em bây giờ em cảm thấy tức ngực và khó thở. Nói thật với luật sư, ai mà đụng vào giống như hai quả bong bóng, mất hết cảm giác. Thưa bà. Dạ. Cái thứ nhất là tôi không có thời giờ. Bà đừng làm phiền tôi. Dạ. Nên cái thứ hai tôi không có thời giờ mà tôi đứng đây để cho bà khoe ngực. Nhá. Khoe cái gì mà khoe? Còn cảm giác nữa đâu mà khoe. Thưa luật sư. Luật sư à, em tới đây á là em nhờ luật sư thưa cái ông bác sĩ ra tòa đòi bồi thường thiệt hại lại cho em. Thưa ra tòa? À, dạ vâng. Sao bà không nói trước? Mời bà ngồi, mời dạ bà vâng, ngồi dạ đấy. Vâng. À, rồi. Mời bà dạ ngồi vâng. Đấy. Cái chuyện nào ông vậy? Bà nói dài quá tôi không hiểu cho nên là bà cứ nói trước là bà cứ là... Hay là... Dạ vâng. Tôi hỏi bà là ông bác sĩ nào sửa cho bà đấy? À, dạ, ông bác sĩ Võ Đình Huỳnh ấy, thẩm mỹ viện Hồng Nhan bên kia đường kìa luật sư. Thế à? À vâng. Thế bà tính đòi bồi thường thiệt hại bao nhiêu? À, dạ thưa luật sư, em tính đòi bồi thường thiệt hại khoảng 100.000 thôi. À, luật sư thấy có nhiều không luật sư? Một cái tai nạn thảm khốc như thế này dạ. Mà bà đòi bồi thường có 100.000 à? Tôi hút cháo à bà? À, là sao à, luật sư? Bà phải đòi thường 1.000.000 đồng. Ồ, 1.000.000 đồng. Thế có nhiều không luật sư? Thưa bà. Dạ. Tôi là luật sư Trần Trường Thị. Những cái kê dân sự mà dưới 1.000.000 đồng như thế này thì dứt khoát tôi không bao giờ tôi nhúng tay vào. Nhưng mà luật sư, em luật sư nhắm có được không luật sư? Tại sao lại không? Ở đời có những cái người đàn bà đau khổ như bà, đang đau khổ như bà mà lại không biết mình đau khổ. Dạ. Và vì thế mới cần những người luật sư tài giỏi như tôi để nói cái nỗi khổ đau của bà. Dạ vâng, dạ vâng. Bà nghe đây. Dạ vâng. Ông bác sĩ Võ Đình Huỳnh dạ. đã tặng cho bà hai trái dưa hấu bự quá. Dạ. Cũng vì hai trái dưa hấu đó nó bự, nó sẽ trở thành cái gánh nặng 1.000 cân mà bà phải đeo trước ngực như thế này. Rồi vì cái gánh nặng đó nó từ từ nó sẽ kéo cái lưng bà cong xuống. Rồi bà sẽ phải chống gậy mà bà đi, bà hiểu chưa? À không, bà bình tĩnh, bà ngồi dạ. đây. Cái đó là tôi nói chuyện về đường dài thôi. Dạ vâng. Nhớ. Còn hiện tại bây giờ, bà nói là ngực bà mất cảm giác. Đúng, đúng rồi. Bà mất cảm giác thì chồng bà nó sẽ chán bà, nó bỏ bà và nó đi lấy vợ bé. Bà bị khủng hoảng. Và từ đó, bà dở điên dở khủng, sống không ra sống, chết không ra chết. Bà không có thể nào mà lo làm ăn, nấu nướng, nuôi con được đâu. Và cũng chính vì thế, cái nỗi khủng hoảng đó nó sẽ làm cho thân thể của bà mỗi ngày mỗi gầy đi. Không, không. Em càng ngày càng béo ra luật sư. Nếu mà béo à? Dạ vâng. Thế thì càng đúng, nguy hiểm hơn nữa. Dạ. Tiếng Mỹ nó gọi cái đó là bệnh depress. À, luật sư mà depress là gì? Em chẳng hiểu cái nghĩa là gì cả luật sư. Từ ngày tôi ra hành nghề cứu đời cho dạ. tôi đã gặp không biết bao nhiêu cái người đàn bà có cái bộ mặt hung ác mà đầu óc lại lú lẫn giống như bà. À không, đơn giản giống như bà. À. Bà phải
tưởng tượng ra một cái viễn tưởng đen tối, một cái màu tang thê thảm đang từ từ kéo đến để phủ lấp cái tương lai tươi trẻ của bà. Vì ai? Vì ông bác sĩ Võ Đình Huỳnh đã tặng cho bà hai trái dưa bự quá. Nhưng mà thưa luật sư, bà đứng. Dạ dạ vâng. Lệch dạ. Rõ. Dạ. Lệch. Dạ. Bên to bên nhỏ. Không 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 không. Bên to bên nhỏ là lỗi thằng chồng em, nó thuận tay trái. Một người bác sĩ giỏi, dạ, trước khi bơm phải hỏi chồng bà thuận tay nào. Dạ. Rồi từ đó ông ta mới trừ hao đi bơm là vừa. Ồ. Bà dứt khoát đòi 1 triệu nữa thôi. Dạ. Luật sư ơi, luật sư muốn đòi bao nhiêu thì đòi, chăm sự nhiều luật sư. Miễn sao em không phải chi đồng nào là được rồi. Mọi chi phí văn phòng chúng tôi lo hết. Nhé. Dạ vâng. Bây giờ bà đi qua bên này. Dạ vâng. Bà điền cho tôi mấy cái chi tiết cá nhân đi. Dạ, dạ. Rồi tôi sẽ tiến hành thủ tục thưa ông. Dạ, dạ, dạ. Cảm ơn luật sư nhiều nhé. Dạ. Dạ, em làm liền. Xin mời bà. Dạ, dạ cảm ơn. Trời, luật sư, thưa tư bản của luật sư thì có siêu bác sĩ Quỳnh á. Ông mới mời luật sư đi ăn phở đây mà. Cô thấy không? Ở hiền gặp lành. Tôi có cái linh tính trước nên dứt khoát tôi đâu có nhận lời đi ăn phở với ông ấy đâu. Trời, đúng là gà què ăn quắn có say. Trời ơi. Cô lo cái việc của cô đi. Nha. Một người luật sư giỏi là phải biết gác bỏ cái tình cảm cá nhân qua một bên để thưa. Thế chứ? Bà mà có tiền bà kêu tôi thưa, bố tôi ra tòa tôi cũng thưa đó. Cô có lo làm việc của vậy cô. Là luật sư thưa nha, không phải em nha. Bây giờ em gọi cho bác sĩ nha, bác sĩ để bác sĩ mướn luật sư khác biện hộ giùm. Không phải em nha. Cô cứ gọi cho ông rồi mình phải làm cho nó đúng luật lệ cả chứ. Hello. Bác sĩ Quỳnh hả? À? Qua đây mau lên. Trời ơi ông luật sư Trần Trường Trị nè, ông thưa bác sĩ nè. Ông thưa bác sĩ là bơm mực gì đó không biết nữa. Cái to cái lớn gì đó không biết. Nên bây giờ đi qua qua liền đi, qua liền đi ngang. Chứ em không dính dáng cho chuyện này đâu á. Bye. Mình trúng mánh à, có thấy chưa? Tôi đang buồn ngủ mà gặp chiếu manh. Gà què ăn quắn có say thì nói cho rồi. À anh Huỳnh, tưởng bận lắm chứ sao mà qua lẹ vậy? Tôi bận chứ đâu có ế gì không? Hả? Đang ca bơm ngực, mới bơm được phần nửa phải bỏ chạy qua đây. Tức quá mà. Tôi nghe cô thư ký đó ông thư tính thưa tôi phải không? Trời ơi, luật sư, trời ơi. Tôi thưa thật chứ tính cái gì? Thưa thật hả? Mà thưa tôi cái gì? Ông nên nhớ nha, tôi với ông là bạn bè mấy chục năm nay rồi. Tiền cá độ bóng đá ông thiếu tôi mấy tháng chưa trả mà. Sao giờ ông nở lòng nào thưa tôi là sao? Anh Huỳnh ạ, thiếu nợ đó là cái personal. Còn thưa nhau ra tòa đó là cái business. Cho nên ở Mỹ này anh đừng có lẫn lộn giữa personal và business. Nguyên tắc quá ha. Mà thưa tôi sao được? Đưa được chứ. Cái bà đó là tới tình nguyện năn nỉ tôi bơm. Thế không? Thưa tôi làm sao được? Anh nghe này, người ta đòi anh bơm một trái cam, anh chơi cho người ta thành bằng trái bưởi. Người ta đòi anh một trái dừa xiêm, anh chơi tặng người ta hai trái dưa hấu, làm sao không thưa anh được? Ông ơi, mấy cái bà đó toàn là xạo không à. Bà nào tới cũng đòi bơm cho lớn, tôi cản đâu có được. Thấy không? Không tin đó hả? Ông về ông hỏi vợ ông đi. Chính bàn tay tôi đã sửa cho vợ ông cách đây 3 năm. Trời ơi, 3 năm rồi tôi xài đồ giả mà tôi không biết sao. Bởi vậy mới nói. Không, nhưng mà người ta... Nhưng gì? Còn nữa, con gái ông không nhờ bàn tay giải phẫu thẩm mỹ của tôi, sức mấy mà nó lấy được thằng chồng ngon lành như bây giờ. Ông nhìn là ông đi, mặt mũi ông mà con gái ông giống y hệt ông à. Khác cái là không có râu thôi. Trời đất ơi, để tự nhiên thì ai thèm lấy. Bởi vậy tôi là người đem tới hạnh phúc cho gia đình ông, cũng như bao nhiêu gia đình người khác. Nhưng mà cái bà đó bà thưa ông là vì ông làm cho ngực bà mất cảm giác. Ba tê à. Trời đất ơi, ông là đàn ông mà không biết cái gì hết trơn á. Phụ nữ sửa sắc đẹp là để tạo cảm giác cho đàn ông, chứ đàn bà đâu cần cảm giác. Ông có feeling là được rồi, còn vợ ông có feeling hay kệ nó. Anh Huỳnh. Gì? Anh là bác sĩ. Ừ. Tôi là luật sư. Ừ. Tôi và anh đều sống chết cho cái nghề nghiệp của mình hết. Ừ. Bệnh nhân đến bảo anh bơm chỗ nào thì anh bơm chỗ đó. Ừ. Còn tôi, thân chủ tôi đến bảo thưa thằng nào thì tôi thưa thằng đó.
cho nên mong anh thông cảm cho nha. À tôi cũng thông cảm lắm chứ. Nói thiệt, cái phòng bạch tôi đối diện với văn phòng của ông á, mỗi lần mà tôi trưa tôi nhìn qua, tôi thấy sao mà nó giống như là như là nghĩa trang hun hút rồi đó. Tôi cũng buồn thắt ruột vậy đó. À, bây giờ như vậy, thật ra tôi không phải sợ đi hầu tòa đâu, mà tôi thấy công chuyện tôi bề bộn quá, bận lắm. Cho nên tính về nè, bây giờ ông dẹp cái vụ kiện đó đi, đưa cho ông 10.000 xài chơi hay sao? Bao nhiêu? 10.000 đô. Ít quá, đưa ông ra tòa sướng hơn. Bèo quá. Bèo hả? 10.000 đô là ba cặp ngực lưỡi của tôi rồi đó ông nội. Trời đất ơi, bèo hả? Được rồi, ông ép tôi chứ gì? Muốn thưa chứ gì? Thưa đi, tôi đi hầu. 10.000 không muốn hả? Một xem cũng không có. Tôi nói cho ông biết. Thưa tôi sao được? Nè, tôi cho ông coi. Bất cứ bệnh nhân nào trước khi lên bàn mổ đều có làm giấy thỏa thuận cam kết với tôi. Đọc đi rồi thưa. Tờ cam kết, tôi tên là Trần Thị Tơ Liễu, sinh ngày 16 tháng 3 năm 1963. Nhờ bác sĩ Võ Đình Huỳnh bơm ngực cho tôi cam đoan chịu mọi trách nhiệm nếu có điều gì sai sót xảy ra. Ghi tên, Nguyễn Thị Tơ Liễu. Thưa đi, tôi đi hậu. Anh Huỳnh, em nghe bà này. Không thưa đi. Không muốn thưa bà. Anh đừng ép tôi mà. Không, anh đừng nóng. Anh từ từ anh nghe tôi nói. Nói gì? Chào khán giả đi. Hai người sao chẳng đủ? Kêu hai người nữa ra mới đủ chứ. Mời cô thư ký và bà khách hàng